Mình là Tuyết, hôm nay mình sẽ múc bán rong nho. Bây giờ thì cùng mình đi ngâm rong nho mọi người nhé. Bên trong sẽ là một gói rong nho như thế này. Rong nho của Trang Phạm nở lên rất là nhiều luôn mọi người nhé. Xin chào mọi người, mình là Tuyết. Hôm nay mình sẽ ăn rong nho. Ở đây mình có 3 loại: rong nho Trang Phạm hot TikTok, rong và rong nho của Tasami. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng Tuyết nhé. Hôm nay mình sẽ ăn rong nho chấm với nước sốt mè rang. Mùi mè rang thơm béo ngậy. Mời mọi người nhé. Như mọi người cũng thấy đấy, về hình thức thì rong nho của Tasami rất là xanh, rất là đẹp mắt. Còn về số lượng thì rong nho của Trang Phạm Hot TikTok thì cực nhiều. Còn rong nho thì mình không biết là ăn vị nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà riêng về cái khoản hình thức là đã không hợp với mắt của mình rồi đấy nhá. Bây giờ mình sẽ ăn rong nho của Tasami trước. Không có mùi tanh, ăn khá là giòn. Bây giờ mình sẽ ăn đến rong nho. Ăn hơi có vị tanh nhẹ và hơi nhớt, vẫn giòn. Có một tí 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 gọi là một tanh, ăn nhớt ở mức độ vừa phải, nhưng mà về số lượng thì riêng cái này ăn rất được mọi người nhé.
Mọi người ơi, bây giờ là như thế này nhá. Sau khi mà ăn xong ba loại rau nho thì mình cảm thấy rằng là hai loại rau nho này khá là ok, vừa về giá cả và về chất lượng cũng khá là ok. Nói về số lượng thì rau nho Trang Phạm này ăn tất cả mọi người nhá. Giá cả ok mà chất lượng nho cũng rất là giòn, ăn thì cũng hơi hơi có vị nhớt nhớt một chút chút nhưng mà đấy gần như là đặc trưng của rau nho đấy mọi người. Còn tanh thì mình là bản thân mình ăn thì mình thấy hơi gọi là mùi tanh nhẹ nhẹ thôi. Còn cái rau nho, tính chất của rau nho thì về loại nào nó cũng tanh rồi mọi người, mỗi loại nó quan trọng là tanh nhiều tanh ít thôi, nhưng mà cả ba loại rau nho thì mình đều thấy ở tanh ở mức độ vừa phải thôi, không phải là quá tanh mọi người ạ. Về hình thức thì mình thấy cái rau nho của Tasami này rất là bắt mắt, rất là đẹp, rất là ok. Còn rau nho Trang Phạm này màu của nó thì có thể là màu tự nhiên đấy mọi người. Còn mình không hiểu tại sao cái rau nho Hà Lan đấy nó lại có cái màu như thế, thế nhưng mà khi mà ăn rau nho thì mình thấy giòn này, ăn có độ giòn này, ăn rất là mát, ăn khá là ok, vui miệng. Mọi người có thể là ăn trộn với mè, ăn chấm với nước sốt mè rang, hoặc là ăn cùng với salad đều, hoặc là làm salad thì đều ok. Mình thì mình ăn, đây là lần đầu tiên mình ăn thử và mình cũng thấy là ăn cũng khá là ok đấy. Nhưng mà mọi người thích thì mọi người có thể nhấn vào đường link ở bên dưới để mọi người đặt hàng mọi người nhé. Bây giờ mình xin phép kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.